Đồ gì mà nhiều vậy không biết nữa. Bừa bộn cả nhà, người bệnh sao có thể ở được chứ. Gì níu chân vậy? Giật cả mình. Chỉ là một con búp bê thôi sao? Ôi, mình đã cố tình giấu nó kỹ rồi, vậy mà cũng rơi ra cho bằng được nữa chứ. Nghĩ là sẽ thoát hả? Chìa khoản ơi là chìa khoản, sở thích gì mà hãy giữ lại những đồ vật như vậy chứ. Dứt, dứt hết đi nha. Tạm biệt nha con búp bê ma kia. Bye bye. Từ nhỏ cho tới lớn, chỉ có một mình anh Khầy là người hay đưa đón khoảng thôi. Thì phải bảo vệ nhau chứ. Em gái anh Khầy càng lớn càng xinh đẹp mà, sẽ có nhiều người tới dè dãng. Anh chàng mặt mũi lạnh lùng đó lúc nào cũng tán còn gì nữa. Đã nói rồi mà, không được gọi anh ấy là mặt lạnh, hãy gọi anh ấy là thanh tra. Đúng rồi, anh chàng thanh tra mặt lạnh. Hả? Tiếng gì vậy anh Khầy? Cái gì ở trong bao đó vậy? Ôi, mà đó, chạy tốt hơn, không ở đây đâu. Go, 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 go. Anh Khầy, anh Khầy, vừa mới nói là bảo vệ nhau mà. Chạy nhanh quá ha. Hay là chó con? Trẻ con. Ma Lý. Là của họ hàng mang tới cho chùa. Không biết là có nên không. Tôi muốn cho bé gái này lấy về chơi cho có bạn. Bạn con tên gì vậy? Bạn tên Ma Lý đó mẹ. Ma Lý, Ma Lý là gì vậy khoảng? Thì là búp bê Ma Lý đó. Trời ơi, búp bê mà cứ tưởng ma chứ. Giật hết cả mình luôn. Đúng là đồ nhát gan. Ma Lý. Ma Lý. Khoảng. Ơi, là ma thật kìa. Ma Lý, nhớ cậu quá đi. Anh Khầy, anh bị gì vậy? Thế mà nên phải cầu nguyện đó. Làm quá không à. Ma Lý cũng giống mốt đen thôi. Anh chơi với mốt đen có sợ gì đâu. Ma Lý không đáng sợ đâu. Ma Lý rất đáng yêu mà. Hát khoảng hát. Ừ. Ma Lý, Ma Lý đã ở đâu vậy hả? Lâu rồi không thấy Ma Lý. Do em trai của khoảng á, nó sợ Ma Lý nên nó đã mang Ma Lý đi cất. Thì ra là do vậy sao? Trời, Ma Lý, Khoảng xin lỗi nhiều nha, vì đã không quan tâm tới Ma Lý gì hết. Tại dạo này có nhiều chuyện quá, làm cho Khoảng quên mất Ma Lý. Chuyện mẹ hả? Ma Lý cũng biết hả? Thấy chưa, vậy là hay nghe lén đúng không? Rồi đã từng nói chuyện với mốt đen chưa hả Ma Lý? Thấy, nhưng không ra ngoài được. Nếu như Khoảng không mang ra thì Ma Lý không thể ra ngoài. Ôi Ma Lý. Ủa, rồi mốt đen đi đâu rồi? Mốt đen chắc là được đi đầu thai rồi. Vậy còn em không đi đầu thai hay sao vậy hả? Anh Khầy, lại dậy nữa rồi. Đáng bị đánh quá. Thôi không hỏi nữa. Ma Lý, đừng nghe những gì anh Khầy nói nha. Anh Khầy, thấy bực rồi nha, đồ vẫn không đúng lúc gì hết. Thì chó nhìn thấy ma mới hú đó. Anh Khầy, không Khoảng giận thiệt rồi nha. Không hú là được, được rồi mà. Không hú nữa. Tí nữa tiêu rồi. Ma Lý, muốn Khoảng nói chuyện với mẹ Ma Lý không?
nó làm công đức để mà Lý có thể đi đầu thai. Ủa sao lại lắc đầu, không muốn sao? Tại sao vậy? Mà Lý chỉ có một người thân duy nhất là mẹ thôi, không phải sao? Để mẹ làm công đức cho. Hứ, định làm gì vậy? Ôi, em khoảng để sao nữa rồi. Anh cũng muốn thử, anh cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì đó em khoảng ơi. Nào Ba Lý, sao mà khóc nữa vậy hả? Nhẹ tay thôi cô ơi. Tại nó bướng, tôi phải làm sao giờ hả? Đây nè, có vài bộ đồ thôi à. Dạ thưa cô, xin lỗi cô nha, chúng tôi không nhận nuôi dạy trẻ đâu. Cái gì chứ, mọi người quanh đây nói là cô nhận nuôi trẻ. Khi tôi bước vào đây cũng thấy trẻ con rất nhiều mà. Nhưng bọn chúng là những đứa trẻ trong cộng đồng. Tôi cũng là người trong cộng đồng, tôi ở xóm này thôi. Chúng tôi nhận tùy từng trường hợp. Tôi phải tới Hồng Kông làm việc rồi, chỉ có 2 tuần thôi, cho gửi đi nha. Nhưng chúng tôi thực sự không thể nhận được. Tối nay tôi phải lên máy bay rồi. Nếu mà cô không nhận, tôi phải nhốt nó lại 2 tuần. Con ở với cô giáo để mẹ con đi làm việc nha con. Không, mẹ. Mẹ Ba Lý. Búp bê hả? Cô thấy đó, tôi cẩn thận không? Tôi biết chắc chắn là nó sẽ dễ nhõng nhẽo mà. Tôi phải đi trước đây. Tôi đi nhanh về nhanh, yên tâm đi ha. Mẹ con sẽ không quay lại nữa đúng không cô? Ở đây với cô giáo nha con. Ma Lý yêu cô giáo nhiều lắm. Ma Lý ở cùng cô giáo cũng được, với lại còn được ở cùng với em Đen nữa nè. Tên là em Đen sao? Là em Đen. Tên dễ thương quá. Cứ tưởng là cô không tới đón nữa, mất tích nhiều tháng nay không thấy đâu. Thì hôm nay tới đón nè. Cô đừng nói nhiều quá. Đây nè, tiền công nuôi dưỡng Ma Lý. Tôi xin phép không nhận nó. Tôi đã nói rồi, tôi không phải là cô nuôi dạy trẻ. Càng tốt. Đi Ma Lý, đi cùng với mẹ. Không. Cô, mọi chuyện ổn định hết rồi có đúng hay không? Thật sự sẵn sàng chưa? Cảm ơn vì cô đã hỏi. Tôi lấy được chồng Hồng Kông rồi. Ông ấy muốn con, nên là ông ấy mới cho mang Ma Lý về nuôi. Con không muốn đây. Cô, nếu như chưa sẵn sàng thì cứ để Ma Lý ở lại đây cũng được. Giờ tôi rất sẵn sàng. Ông ấy muốn có con, nếu mà tôi không đưa được con về đó, tôi sẽ bị rắc rối đó. Đi Ma Lý. Không. Tới đây. Cô ơi. Mau, đi. Cô. Cô, nhẹ thôi, Ma Lý đau đó. Không phải chuyện của cô. Cái gì đây hả? Cùng búp bê bẩn thỉu này. Về nhà ông ấy mua đồ chơi mới cho. Nè, quậy dứt giùm đi. Em Đen. Đi thôi, mau. Cô. Nhanh lên. Đi Ma Lý. Cô. Đi thôi, mau. Ma Lý. Em Đen. Ma Lý. Lại đòi nữa. Sao mà đòi quá trời vậy? Bị chồng bỏ cũng không có tiền nữa. Hơi. Nhìn gì? Mẹ hỏi nhìn gì? Đang căng thẳng đó. Nhà chuẩn bị xiết nợ rồi. Cũng vì con hết đó. Bực mình thật mà. Nếu còn tỏ ra là đứa trẻ ngoan thì mới không bỏ mẹ rồi. Chỉ vì con, thực sự vì con đó. Mẹ ơi. Cái gì? Cần đợi. Tự kiếm ăn đi, tủ lạnh có hết đó. Nhưng trong tủ không có gì ăn hết mẹ. Nếu hết đồ ăn rồi thì uống nước đi, đừng nhiều chuyện nữa. Dạ mẹ. Trời ơi, làm cái gì vậy? Sao làm vậy hả? Sao mà vụng về quá vậy? Ướt hết sạn rồi, hãy tự chọn đi. Chính vì con, vì một mình con gây ra đó. Tại sao làm vậy hả?
là vì con hết đó. Vì con không ngoan ngoãn là tại con hết. Sao mà hư quá vậy hả? Trời ơi, ở đây không được khóc nha. Yên nè, con ngừng khóc hay không hả? Mày đánh con cả ngày, mệt mỏi quá rồi. Đi vào, mau, đi vào. Đi vào, nghe không? Đi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi. Ở trong luôn đi, không được ra ngoài nữa. Rắn. Không được tới đây. Ôi, ôi trời, thì ra chuyện là như vậy hay sao? Anh Cây, chuyện gì? Làm gì vậy hả? Chạm vào người như vậy thì biết hết rồi đúng không hả? Thì cho thấy tò mò quá thôi. Cuộc sống trước đây của Ma Lý thật sự rất đáng thương. Trời, Ma Lý, Khoảng không hề biết chuyện của Ma Lý. Cũng chính vì vậy mà mẹ của Ma Lý không thể làm công đức cho Ma Lý đầu thai được. Trời, em Khoảng, người như vậy liệu có chịu làm công đức hay không chứ? Anh Kỳ, xin lỗi nha, hơi nhiều chuyện. Ôi, cuộc sống ngoài đời còn hơn phim nữa. Ma Lý, vậy để Khoảng chăm làm công đức cho Ma Lý nha. Ừ. Nè em Khoảng, em có thấy không? Không phải là lúc nào mẹ ruột cũng tốt hết đâu. Nhưng người không phải mẹ còn tốt hơn mẹ ruột, thấy có đúng không vậy hả? Không phải mẹ ruột tốt hơn mẹ. Ồ, Khoảng đã nghĩ ra rồi. Cái gì hả? Đúng rồi, nghĩ ra gì vậy hả em Khoảng? Là như vậy nè Ma Lý. Tại sao phải nói nhỏ vậy? Anh Kỳ cũng muốn biết nữa mà. Nói đi mà, nói biết với em Khoảng. Anh muốn biết mà em Khoảng ơi. Ma Lý, đã rất lâu rồi mình không nằm mơ thấy Ma Lý. Không biết bây giờ nó như thế nào rồi. Không biết Ma Lý có làm được không ta. Ô kia rồi, cô giáo tới rồi kìa. Ủa mấy đứa, sao lại tới đây từ sáng sớm vậy? Có chuyện gì hay sao? Tới hẹn cô giáo đi làm công đức. Làm công đức? Tại sao lại biết? Đúng lúc cô Ari đang muốn làm công đức luôn. Mà làm công đức vì lý do gì vậy hả? Ngày của mẹ đó cô. Ngày của mẹ? Chưa tới ngày không phải sao dĩ? Đối với cô Ari, ngày nào cũng là ngày của mẹ. Dạ đúng, cô giáo giống như mẹ của chúng con vậy. Cô giáo còn hơn cả mẹ nữa. Cô là mẹ của trẻ em trong cộng đồng. Và cô cũng là người cho chúng con cuộc sống tốt hơn. Hình ảnh này thật là ấm lòng. Anh Kỳ cũng muốn được ôm chung nữa. Được ôm người mà mình yêu thương. Và được người yêu thương mình ôm thật sự rất là ấm áp đó. Tại sao có cảm giác lạ vậy ta? Nổi da gà. Được ôm cô giáo như vậy, cười tươi như hoa rồi nha Ma Lý. Ma Lý, cho dù hiện tại Ma Lý có đang ở đâu thì cô cầu mong cho Ma Lý của cô sẽ được sống hạnh phúc thịnh vượng, không phải chịu đau khổ, không gặp nguy hiểm và được an toàn,
Cô cầu mong cho Ma Lý, người mà cô yêu quý, được ở nơi chỉ có toàn hạnh phúc nha Ma Lý. Mô Phật. Ủa Ma Lý, chuẩn bị tinh thần đón nhận công đức đi. Cầu chúc cho mọi người được bình an, xin cảm ơn. Mô Phật. Mô Phật. Cảm ơn các con nha. Ngày hôm nay cô thấy rất hạnh phúc và vui vẻ. Cũng cảm thấy nhớ. Nhớ gì hả cô giáo? Thì nhớ những đứa con đã từng ở nhà của cô đó. Bây giờ không biết có được hạnh phúc hay không nữa. Quá tuyệt, đều theo kế hoạch. Tất cả họ đều rất hạnh phúc cô giáo à. Khoảng cũng cảm thấy như vậy có đúng không? Dạ. Cô cũng cảm thấy vậy, cảm thấy rất là nhẹ lòng, nhưng mà không biết lý do tại sao. À, Khoảng, vậy Khoảng về nhà chăm sóc cho mẹ Keo đi, để anh với Dĩ đưa cô giáo về. Không cần đâu, đưa nhau đi ăn canh huyết heo đi. Ôi cô giáo. Cô nói giỡn thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi về đi, rồi tìm mua canh huyết heo cùng nhau ăn đi thôi. Rồi cô giáo, cô lại nữa rồi. Anh Khánh. Ủa. Đi thôi đi thôi. Ủa hai người này, nhanh thiệt cô đi, giáo đi chứ. Đứng đi đó ngại ngùng gì nữa, chậm chạp quá đi. Rồi bây giờ chúng ta sao đây Ma Lý? Cảm ơn nha Khoảng, giờ Ma Lý phải đi rồi. Ừ, mau lên đường nha Ma Lý, hãy tới một nơi tốt đẹp hơn. Ừ. Chúc mừng em nha Ma Lý, được đi đầu thai rồi. Em Khoảng là người thông minh nhất, thật quá đúng. Phải là người như cô Ari, người tốt nhất có thể giúp cho linh hồn của Ma Lý. Không phải chỉ cần sinh ra là được quyền gọi là mẹ đâu, mà phải có sự yêu thương quan tâm. Cô Ari cho dù không phải là mẹ ruột, nhưng chắc chắn cô là người mẹ cao quý, là một ân nhân, đúng không hả em Khoảng? Anh nói chính xác ha. Điều đó chính xác rồi anh Kay. Mà nhắc tới mẹ thì lại nhớ tới mẹ Keo rồi. Chúng ta mau về nhà với mẹ Keo thôi. Đúng rồi đó, đi về thôi. Đi. Ê, đi hướng kia, không nhớ được về nhà luôn hả trời. Cứ tưởng là anh Khầy cũng quên rồi. Lại bài trò để anh Khầy giải quyết sao? Chờ anh với Khoảng ơi. Không, không. Khoảng đã quyết định xong rồi. Khoảng sẽ lựa chọn... ở cùng với mẹ Keo và ba Trên như trước đây. Khoảng à, tại sao vậy Khoảng? Khoảng đã gặp lại được mẹ ruột rồi. Người mà Khoảng mất cả cuộc đời để tìm không phải sao? Chú Trân... ba và mẹ Biên cũng đã lựa chọn cho mình một con đường riêng rồi không phải sao? Và cũng không thể quay lại để chung sống cùng nhau. Tại sao vậy Khoảng? Khoảng, mẹ của con chỉ mong muốn chúng ta quay lại sống cùng với nhau. Chúng ta sẽ quay lại Thụy Sĩ sinh sống. Con sẽ đi học và có tương lai hơn ở nơi đó. Chắc là bác Yềm và Ừng sẽ cô đơn, nên chúng ta đi cùng nha, hả? Khoảng. Khoảng. Khoảng muốn được ở lại chăm sóc cho mẹ Keo và ba Trên. Con đã quyết định vậy rồi. Khoảng. Đừng có tỏ vẻ có lỗi với hai chúng tôi nữa. Muốn đi đâu thì cứ đi đi. Không Khoảnh, em thực sự không muốn ở cùng với dì Pim hả? Cô Pim, tại sao lại phải ra nước ngoài sống?
Hi chủ không muốn đi không phải hay sao? Bim, chuyện này là sao vậy? Là sao? Dì Bim ơi, nếu dì Bim không muốn đi như lời sư thầy nói thì tại sao dì Bim lại... Con không muốn ra nước ngoài sống đâu thưa thầy. Nhưng con muốn đưa con của mình đi thật xa. Dì Bim không muốn thấy con mình yêu thương người đã từng nuôi dưỡng hơn Bim. Bim cũng không muốn con ở gần ba. Một người ba đã làm tổn thương tới chúng con rất nhiều thưa thầy. Sư thầy ơi, Bim đã quá khổ, Bim đã phải chịu đựng tất cả. Mẹ Bim ơi, mẹ Keo và ba Trên, con đã mang ơn của hai người rất là nhiều. Khoảng thật không thể bỏ rơi mẹ Keo được. Khoảng đi mà. Khoảng vậy mẹ thì sao con? Mẹ Bim này thì sao con? Đủ rồi Bim à, hãy thương con của mình đi. Chỉ như vậy thôi đủ làm cho Khoảng khó xử rồi. Anh Dung, anh Dung đừng nói nữa. Anh Dung không có quyền nói đâu. Tất cả là vì anh, anh đã làm mọi chuyện thành ra như vậy. Thí chủ, cô phải biết tha thứ và buông bỏ, vậy mới làm cho cuộc sống của cô thanh thản và hạnh phúc hơn. Khoảng, Khoảng, ôi trời, mẹ, Khoảng, ôi trời, mẹ, mẹ, đi. Mẹ Kêu, mẹ, Khoảng không đi, Khoảng ở cùng với mẹ Kêu. Đây, đây, mẹ Kêu, mẹ Kêu, Khoảng sẽ ở với mẹ Kêu. Ở với mẹ đi, ở với mẹ không đi, không cần, đi đây. Đừng đuổi Khoảng đi, Khoảng ở với mẹ Kêu, Khoảng ở với mẹ Kêu. Bim chấp nhận, Bim chấp nhận. Bim chấp nhận thôi sư thầy. Mẹ Bim ơi, đứng dậy đi con. Cảm ơn chị mẹ đã hiểu cho Khoảng. Ơi, suýt chút nữa lại phải làm Ami ở nước ngoài lần nữa rồi. Mẹ cảm thấy rất ấm lòng vì con. Tôi phải cảm ơn chị Keo nhiều lắm.
vì chị đã nuôi dưỡng Khoảng rất là tốt. Tôi chấp nhận tất cả. Tôi chấp nhận cho Khoảng ở lại với chị và anh Trên. Nhưng tôi xin một chuyện có được không? Có chuyện gì vậy? Tôi muốn giúp cho mọi người có được một cuộc sống thoải mái hơn bây giờ, được không? Dạ không được đâu, Khoảng ngại lắm. Con à. Nè Khổng Quảnh, hãy để dì Pim có cơ hội báo đáp lại cho cô Keo đi nha. Đúng vậy nha Khoảnh nha, hãy để mẹ của con báo đáp đi. Như vậy cũng được. Cảm ơn con nhiều nha, cho mẹ ôm con một cái. Đã vậy Khoảng xin tới ở với mẹ Bim vài ngày được chứ? À, tất nhiên rồi con. Thưa sư thầy, con có thể xuống tóc rồi đúng không? Con xin thầy xuống tóc nhiều lần rồi, nhưng những lần đó đều chưa làm được. Giờ đã tới lúc rồi. Hãy tha thứ cho anh nha Bim nha, cho tất cả những điều mà anh đã khiến cho cuộc sống của Bim phải trải qua thật tồi tệ. Anh xin lỗi nha Bim nha. Lại đây con. Chú, con nói thẳng với chú luôn nha. Cậu muốn nói gì cứ nói, tôi không nghe. Đi con. Chờ đã, không cho đi. Bây giờ cậu dám lớn tiếng với tôi luôn hả Can? Tại sao lại không dám? Do trung sĩ rắc rối. Nè Can. Anh Can à. Bình tĩnh lại đi mà anh Can. Ba cũng vậy nữa, ba hãy bình tĩnh đi. Sư. Sư. Nếu mà không muốn nói tới chuyện này thì mình cũng không nên nói nữa anh Can à. Vậy sao được hả Dĩ? Anh có làm gì sai đâu. Anh muốn quen em một cách nghiêm túc và công khai, không muốn phải lén lút nữa. Nhưng vì ba không muốn nhắc tới, mình nên làm như đã làm thôi. Hả? Nè, là sao con? Làm như đã từng là sao? Cái gì mà làm như đã làm? Đừng nói là con và thằng Can đi đâu cũng đi chung với nhau nha. Đừng nói là con và thằng Can đã tới mức đó rồi nha. Là sao? Ba ơi, ba nói quá rồi đó. Con gái, nếu cho chọn thì con chọn ai? Con chọn đi, thằng Can hay là ba? Ba. Chú thật là không công bằng. Nếu chú bắt Dĩ chọn thì chắc chắn Dĩ chọn chú rồi. Nhưng nếu nó chọn cậu thì sao? Cho dù có chết Dĩ cũng sẽ chọn chú. Con rất hiểu mà. Dù thế nào thì Dĩ cũng sẽ chọn gia đình của cô ấy. Cô ấy chắc chắn sẽ không chọn người khác khi không biết người đó thật lòng hay không. Vì Dĩ là người yêu thương gia đình, cô ấy là vậy đó trung sĩ, nên con mới yêu.
Con gái, có thật không con? Cảm ơn nha anh Canh, dì đã hiểu dì. Nếu ba bắt chọn thì người dì chọn sẽ là ba. Chắc ba cũng biết mà. Con gái của ba, Can, còn đứng đó làm gì? Mau tới đây. Còn chưa chịu tới nữa, tôi kêu tới đây mau lên. Nào. Là sao? Chú ạ, nghĩa là chấp nhận thua. Hả? Thật sao chú? Chú chấp nhận rồi hả? Dĩ à, chú chấp nhận rồi. Dĩ à, chú chấp nhận rồi. Dĩ. Nè, tôi chấp nhận thua từ lâu rồi. Vì cậu đó, sự nghiêm túc của cậu đó. Chú à, con cứ nghĩ là chú nghĩ con là một người không ra gì. Nè Can, ngược lại mới đúng đó. Tôi vẫn biết cậu là một đứa rất ngoan ngoãn, một con người nghiêm túc, lại có trách nhiệm. Tôi luôn nghĩ như vậy. Ủa, công nhận là con tốt, vậy tại sao chú không... Thì cũng tại vì quá tốt, nên tôi biết chắc chắn một ngày tôi sẽ mất con gái mình vào tay của cậu. Nhưng nếu cậu không phải là người tốt thật, thì tôi đâu cần phải lo. Cũng bởi vì con gái tôi thông minh, con bé chắc chắn sẽ không chọn người xấu làm chồng của nó rồi, đúng không? Có đúng không con? Dạ ba. Dĩ. Nè, khoan. Vẫn chưa có được ôm đâu con. Sao lại chưa ôm được chứ? Vì tôi vẫn chưa sẵn sàng. Chờ tôi sẵn sàng trước đi. Vậy á, con xin phép được nhìn nhau và cầm tay nha. Ủa, chú đi rồi hả? Ê, tính làm gì? Chỉ cầm tay thôi mà chú. Cấm hôn, cấm ôm. Nếu không nổ súng bắn bể đầu bây giờ. Chú ác ghê. Cười gì vậy? Đẹp quá đi. Ý anh là váy hả? Váy này là mẹ Bim mua cho. Nhìn đẹp đúng không hả? Khoảng cũng thích lắm. Đừng có giả vờ không hiểu chứ. Thì do Khoảng ngại mà. Ai lại khen nhau thẳng thừng vậy? Thì anh nói thiệt mà. Cho ôm cái nha.
Ôi thôi chết rồi, anh thầy không thể thấy cảnh này, rất xấu hổ biết không. Tên thanh tra mặt lạnh ôm tới ôm lui hoài, ôm mọi lúc thôi hà. Anh Khầy thì nói sự thật mà em Khoảng, anh Khầy chính mắt nhìn thấy ở mọi nơi luôn. Khầy nói lại nói xấu anh nữa hả? Trời. Xấu sao quá nha Khầy Tuấn. Như vậy thì nhầm nhò gì, em Khoảng hay nói cậu ấy là anh Khầy còn có thể xấu hơn nhiều luôn. Không không không. Ừ, Khoảng. Sao nó lại hù anh vậy? Nó nói gì anh hả? Anh Khầy, xin chọc ấy ha, để nó thanh tra bắt anh giao lại cho chính quyền luôn. Chuyện gì vậy hả em Khoảng? Không được, có người yêu cái quay qua bảo vệ, quên luôn anh Khầy rồi đúng không vậy? Nhưng người ta nói thường hay gọi là lực mặt đó. Nếu mà có mốt đen ở đây thì anh Khầy không tới nỗi phải rơi vào tình thế này. Cô đơn quá, buồn nữa, chó buồn à. Ai nói là mốt đen không ở đây? Ôi, mà sao? Mốt đen. Ừ. Chị Khoảng. Ôi, hả, dù bắt cực kỹ, đây có là sự thật hay không vậy hả mốt đen? Trong bộ đồ trắng này thật đẹp trai nha. Khoảng, có ma thiệt hả? Ở bên đó hay bên kia? Hay là ở chỗ này? Ở đằng kia kìa. Nè, tên mặt lạnh sao ma tới mức đó luôn sao? Người yêu của Khoảng yếu bóng vía quá trời à. Anh Kỳ, mốt đen, mốt đen ở đây sao? Chị nghĩ mốt đen đi đầu thai. Nào, tới đây chị Khoảng ôm cái. Không ôm được. Ủa, là chuyện gì nữa? Ủa? Vậy? Tại sao vậy? À, anh hiểu rồi, bệnh tự cao ấy mà, cậu bé ma, mốt đen này. Chị Khoảng, anh Khầy, mốt đen phải đi đầu thai rồi. Hả? Thiệt sao? Mốt đen sẽ đầu thai ở đâu vậy? Làm con của ai? Để chỉ làm công đức. Không biết, không ai biết được đâu. Nhưng nếu có thể được lựa chọn, mốt đen muốn trở thành con của chị Khoảng. Vậy thì chắc em còn phải chờ lâu đó mốt đen. Vì tên thanh tra mặt lạnh đó vẫn còn chậm chạp lắm. Chắc là mốt đen phải đầu thai trước rồi. Hoặc là tên mặt lạnh đó có thể súng ống không có đạn gì. Ôi, à, hoặc đạn lép cũng nên. Biết không hả? Nè, cười gì vậy hả? Nó nói gì anh vậy? Nói cho nghe đi. Nó là anh Khầy nói súng không có đạn. Anh Khầy, anh quá lắm rồi đó nha. Chị Khoảng, mốt đen phải đi đây. Mốt đen, mong là kiếp sau chúng ta vẫn được là chị em với nhau. Trời, thật là mũi lòng quá. Mốt đen đi may mắn, sẽ không phải buồn phiền nữa nha. Mốt đen, tạm biệt nha. Về phần chị Khoảnh á, thì không cần lo đâu. Anh hứa với em là anh sẽ chăm sóc chị gái. Ờ, không phải ha. Anh sẽ chăm sóc em gái của em cả đời. Có thật không? Đã hứa rồi đó nha. Chắc không đó thanh tra? Chắc chắn. Đã nói rồi, ở đây có nhân chứng. Nếu như ai làm sai lời hứa thì anh Khầy sẽ cắn cho đứt mông luôn. Rau, rau, rau. Anh Khầy. Nghĩ thấy buồn. Đợi tới lúc chúng ta phải từ biệt nhau rồi đúng không? Chúc mốt đen một chuyến đi bình an nha. À, anh Khầy tạm biệt nha mốt đen. Bye bye. Cầu mong những chuyện đã xảy ra sẽ trở thành một phần ký ức đẹp đẽ của mọi người nha. Bye bye. Anh nói thiệt lòng đó. Anh xin hứa, anh sẽ chăm sóc cho em tới hết cuộc đời. Từ những chuyện không may mắn, cuối cùng cũng happy ending. Đúng không hả em Khoảng?
ôi, hôn đặt cọc hay sao vậy? Vậy chắc là em Khoảng phải hôn đáp trả rồi. Thấy chưa? Ủa, hôn đi chứ. Hôn đi, 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 hôn đi. Ý, quá tuyệt vời luôn.